Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kim Thảo Today ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chùm nho nha. Mình sẽ chuẩn bị đây, màu tím, hoặc là bạn thích nho xanh thì bạn làm nho xanh, là màu xanh làm lá ha. Đây, một ít bông để nho nhồi nha. Kéo kim, kim ở đây thì mình sử dụng nhiều kim 2.5, 1.9 và có 2.75 nữa ha, để mình ra các kích cỡ khác nhau cho chùm nho nó đa dạng một xíu ha. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu các bạn ha, có sẵn chát cho các bạn ở đây nha. Kim khâu nữa nha, các bạn có thể xem ha, xem sẵn chát nha. Này, mình tạo vòng tròn ma thuật, mình móc trái trước nha. Rồi, 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật này các bạn ha. 1 2 3 4 5 6. Rồi, kéo sợi nha. Kéo sợi cho chắc ha. Rồi, hàng tiếp theo mình sẽ móc vào đây 2 mũi đơn ha. Hàng này mình sẽ móc mũi tăng hết nha các bạn. Hai mũi đơn chung chân nè, 1 mũi nè, 2 mũi các bạn ha. Và mình tiếp tục đây cũng vậy luôn nha, lặp lại 6 lần như vậy. 4 5 6 các bạn nha. Bạn nào không nhớ thì mình đánh dấu ha. 9 10 mũi đơn đây ha, đó. Trên kim một sợi nè. Đây. Kéo qua rút hai sợi luôn. Qua hai sợi ha, rồi lặp lại. Rồi đủ 12 rồi nha. Hàng tiếp theo mình sẽ làm 1x1V các bạn nha. Một mũi đơn và một mũi tăng đó ha. Một mũi đơn, một mũi tăng. Một mũi đơn nè, một mũi tăng nè. Đó các bạn nha. Một đơn, một tăng, mình cứ lặp lại ha. Lặp lại cho đến hết ha. Đây. Một đơn, một tăng, một đơn, một tăng các bạn nha. Mấy mũi rồi nhỉ? 1 2 1 2 1 đây tăng. Đây, một đơn. Tăng. Một đơn. Tăng. Tiếp theo là một đơn. Tăng. Rồi, xong. Bốn hàng tiếp theo mình sẽ móc là mũi đơn không nha các bạn. Toàn bộ là mũi đơn hết ha. Mình cứ tiếp tục như vậy cho đến hết nha. 4 hàng như vậy ha. 4 hàng.
Tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn một mũi giảm các bạn ha, một mũi đơn và một mũi giảm ở đây nha. 1 một mũi giảm nè, mình lấy cái cạnh ngoài của mũi thứ nhất, cạnh ngoài của mũi thứ hai, mình lặp lại 6 lần ha. Một lần nè, rồi đây cạnh ngoài nè, hai lần nè, đây mũi đơn nè, một mũi giảm nè, ba lần, một mũi đơn, một mũi giảm tiếp theo đây ha các bạn, 4 lần đây nè, lần thứ 5 giảm nè, rồi lần thứ 6 các bạn ha, giảm nè, xong đủ rồi. Giờ một là các bạn giảm luôn phần còn lại nè ha, hàng cuối các bạn giảm luôn ở đây là nó sẽ được một cái trái nho có vẻ tròn tròn ha, tròn tròn đây. Còn ở đây mình sẽ thêm một hàng, mình thêm hàng này để được một trái nho dài dài hơn ha. Bây giờ mình sẽ thêm một hàng mũi đơn đó nữa nha. Bây giờ mình sẽ móc mũi đơn này, toàn bộ mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dồn gòn vô nha. Dồn gòn vô, dồn vô nha. Hàng cuối mình sẽ làm 6 mũi giảm đây các bạn ha, 6 mũi giảm hết nha. Đây. 1 2 3 tiếp tục 4 5 6 các bạn nha. Thứ 6 đây và mình cắt chỉ nha, cắt sợi ha. Bổ sung thêm một miếng gòn nữa. Cắt sợi ha. Rồi. Rút luôn. Bổ sung thêm một tí nữa nha. Đây, sợ kim và kết thúc nó đây nha. Bạn sợ kim và khâu kết cái vòng lại. Rồi giấu sợi đi các bạn ha. Tiếp tục giấu sợi đi. Sợi đi ha.
Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua phần lá các bạn nha. Phần lá thì mình làm hai phần, một phần lớn một phần nhỏ nè ha, mình ráp vô hai phần nhỏ ha. Đây mình làm phần nhỏ 7 bính nha, 7 bính nè, xong mình móc vào bính thứ hai nè, mình móc ngược trở lại nè. Đây các bạn có thể xem ở đây, ở đây thay vì 14 á là để mình móc cái phần lớn này nè, còn cái này mình đang móc cái phần nhỏ ha. Tùy các bạn thôi, mấy bính cũng được nha, mà mình muốn nó lớn hay nó nhỏ. Ở đây xong rồi tới cái mũi đầu tiên này nè, đầu tiên là mình sẽ cho 3 mũi chung chân ha. Đây 3 mũi cùng chân các bạn nha. Một, hai, ba mũi cùng chân, rồi mình quay trở lại. Đó, bạn quay trở lại nè ha. Rồi mình chừa một đoạn hai bính đầu tiên ha. Giờ mình sẽ lên một nha các bạn nha. Đó mình đang làm ba ở ngay đầu là ba bính cùng chân, rồi mình lại lên quay đầu lại, mình cứ tới cái đoạn đầu thì ba bính cùng chân thôi chứ không có gì hết các bạn ha, mình cũng không có cần phải đếm đâu. Xin lỗi ha, ba mũi đơn cùng chân nha. Đó, ở đây nè, ba mũi đơn cùng chân nè, ngay cái đầu nữa nè, 1 2 3. Còn bạn nào mà thích một cái cạnh lá thôi thì mình làm một thôi ha, một cái lá lớn đó thôi. Đó. Rồi mình chừa lại hai chân, rồi lặp lại lên bính, rồi quay đầu lại ha. Cứ như vậy nha các bạn, mình thích làm nó bao lớn thì mình làm thôi nha. Rồi tới đây thì ba bính cùng chân, ba mũi đơn cùng chân nữa nè. Đó. Tiếp tục mình thêm một vòng nữa được rồi ha. Thích cái lá như thế nào thì mình điều chỉnh như ý mình thôi ha. Lớn lớn nhỏ gì tùy mình. Đó nha các bạn nha, tiếp tục ha. Ở đây cái ở hàng cuối thì mình không có tăng ở đây nữa ha, ở đây mình làm một thôi nha. Làm, mình sẽ hướng dẫn kỹ ở cái phần lớn ha. Rồi một bính quay đầu, cái này mình thích lá lớn lá nhỏ gì tùy mình nha. Rồi trượt kết thúc nha các bạn. Kết thúc cách sợi ha, chừa một đoạn để may, may vô đó ha, để móc vô kia. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái phần lá này nha. Giờ mình hướng dẫn phần này theo cái chart này cho các bạn dễ. Mình sẽ lên 14 bính nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một,
12, 13, 14 đây nha. Xong mình quay đầu lại, bỏ cái chân đầu tiên này đi ha, bỏ một móc vào chân thứ hai là 12 mũi đơn nha. Đó, 12 mũi đơn đây các bạn ha. Còn lại nha. Đây, clip mình làm thì mình để cái tốc độ đúng bình thường luôn, cho nên bạn nào mà thấy chậm quá thì mình có thể tăng nhanh lên ha. Đây, tới cái mũi cuối cùng, mũi cuối này thì mình sẽ móc là 3 mũi đơn chung chân nha. 3 mũi đơn chung chân, 1 nè, 2 nè, 3. Rồi mình tiếp tục quá trình. Mình quay trở ngược lại đây nha. Đó. Là 11 mũi đó ha các bạn ha. Rồi. Qua bên đây. Quay về. Bạn nào thích thì mình có thể lên một mũi bính cho nó đỡ, nó không có bị cong chỗ này nha. Mình để cho nó tự nhiên. Tiếp tục quá trình. Rồi mình chừa hai cái mũi cuối là được rồi các bạn ha, hai cái chân cuối không móc thôi. Đó, mình chừa đây hai chân, xong rồi mình lại lên bính. Mình không có cần phải đếm là bao nhiêu đâu nha. Đó, mình quay đầu lại nha. Tiếp tục. Mình quay đầu lại, móc tiếp, móc tiếp. Và cứ tới cái chỗ ở giữa này, cái chân giữa này thì mình lại móc 3 mũi đơn chung chân nha các bạn ha. Thì cái đinh hàng sau chót thì mình không có tăng thôi nha, không tăng chỗ đó thôi ha. Rồi. Đây, tới đây thì mình sẽ móc 3 mũi chung chân nè, 1 nè, vô đây luôn nha, 2 nè, 3 nè. Rồi sang bên này mình là tiếp tục quá trình các bạn ha. Mỗi chân một mũi cho tới đây, mình chừa hai cái chân cuối cùng thôi, mình không móc thôi nha. Vậy ha. Rồi mình quay lại và tiếp tục cái quá trình đó nha, cho đến hàng thứ 8. Tới hàng thứ 8 nha các bạn. Đó, hàng thứ 8 đến đây các bạn quay đầu lại. Hàng này thì mình sẽ móc toàn bộ là mũi đơn hết các bạn ha, chứ mình không có tăng nữa, tăng cái chỗ 3 mũi nữa ha. Móc hết toàn bộ đi qua luôn nha, là toàn bộ mũi đơn, và mình làm lại nửa phần bên kia nữa là được nha. Tùy theo mình muốn lá lớn lá nhỏ. Đó, mình qua hết luôn ha. Đó. Đây cũng một mũi thôi nha các bạn, không có làm 3 mũi chung chân nữa, lượt qua hết lượt luôn. Đó. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị ráp cái lá nữa thôi ha. Đó, quay lại một đoạn nữa thôi nha, quay lại đến giữa lá nữa thôi các bạn nha.
Rồi, chụp vào đây. Cắt sợi. Rồi mình sẽ may ráp ha. Đấy, có đoạn, đoạn thừa đây. Máy ráp lại thôi các bạn ha. Đây. Cắt cái đoạn này. Mình sẽ ráp vô bằng mũi trượt các bạn nha. Trượt vào đây nha. Rồi các bạn trượt hết vô đây ha. Từng mũi vô. Kết thúc các bạn ha. Lên. Chỗ nào hơi chật chội là mình lại dùng cái kim nhỏ hơn một tí. Nói chung là các bạn nối lá lại, bây giờ chuẩn bị thêm vô cái cuốn ha. Thêm một chùm chùm cuốn. Nói. Đây, thuộc ở đây. Bạn thích lá lớn, lá nhỏ thì tùy mình ha. Lá kiểu kiểu vậy đó. Này, lát dấu sợi đi ha. Giờ mình sẽ qua phần cuốn nha. Mình sẽ làm 6 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật các bạn nha. Và mình lên một đoạn tùy thích ha. 3 4 5 6
Rồi. Đó, mình vô một đạn này xong mình nối với lá nha. Mình làm khoảng 5-6 vòng gì đó, tùy mình ha. Cuốn nó lại ha. Các bạn có thể dùng sợi 1 mm chứ nó nhỏ. Mình đang có sợi gì mình dùng đỡ sợi nấy thôi ha. Dùng đỡ thôi ha. Còn không thì các bạn có thể sau mũi đơn làm tiếp ha. Các bạn làm như vậy hoặc các bạn chỉ cần lên bính mà kèm theo sợi dây là cái cuốn nó cũng đủ to to rồi. Này mình sẵn làm cho bé nha, mình sẽ làm cho nó dễ cầm nắm một xí á ha. Mình lên vài hàng rồi mình sẽ bắt đầu nối với lá nha. Thì các bạn thích mấy hàng thôi. Nói với lá rồi nói với trái các bạn nha. Mình sẽ nói với lá ở đây nha bạn ha, nói vào lá ở đây. Lên vào bính nè, nói với phần lá. Nói với phần lá bằng mũi trượt nha các bạn. Đó. Ở đây mình trượt 2-3 chân cho nó chắc nha. Cho nè. Được chưa? Mình trượt qua đây đây nè ha các bạn. Cái phần sợi thượng lát mình giấu đi, cắt đi ha. Mình trượt trở lên lại ha.
trượt cái lưng lại ở đây nha. Ây da, dân nào khó khăn chỗ này vậy ta? Đây được rồi, trượt lên. Rồi mình lại tiếp tục làm vài hàng, vài hàng mũi mũi đơn nữa nha các bạn. Đây ha, đây làm vài hàng, vài hàng mũi đơn rồi mình sẽ nối với trái nha. Mình tiếp tục cái quá trình đó giống như vậy thôi các bạn nha. Tiếp tục nha các bạn nha, vài hàng như vậy nha. Cái đoạn sợi thừa thì các bạn có thể dùng để may thêm cái cuốn lá ha, mình xỏ tới xỏ lui mấy lượt nha cho nó cứng ha. Đến cái cuốn lá đây nè, mình xỏ vài lượt. Xong rồi mình cắt sợi ha. Giấu sợi đi luôn. Cái xuống này. Cũng cứng hơn rồi các bạn ha. Giờ mình sẽ nối vào với trái nè. Mình cũng làm một mũi đường. Ba mũi bính các bạn ha. Thôi mình làm lỏng xí chứ để hồi quay lại mũi trượt lại cứng ngắc nữa. 1 2 3, giờ mình sẽ làm trái vô nha. Trái trượt vô đây ha. Tùy theo các bạn muốn gắn trái ở vị trí nào ha. Đây mình làm một trái. Mình gắn thêm trái nữa. Các bạn cứ tiếp tục với chùm nho này ha. Đó, mình tiếp nha, tiếp cho đến hết nha. Đó, đây mình tiếp tục mình móc xuống một đoạn nữa, rồi mình lại thêm 3 bính, rồi mình lại móc vào trái tiếp các bạn ha. Và cứ như vậy hoàn thành chùm nho của mình, bao nhiêu trái là tùy mình nha. Các bạn ha.
Chúc các bạn có những sản phẩm đẹp như ý nha. Hẹn gặp lại, đừng quên like and subscribe.